vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Chính sách bảo hiểm thất nghiệp và kết nối việc làm phát sóng trên kênh TVK của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và người lao động cùng tìm hiểu lựa chọn nhân lực và công việc phù hợp nhất. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một kênh thông tin hữu ích giúp kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Thưa quý vị khán giả, công tác xuất khẩu lao động thời gian qua luôn được chú trọng thực hiện nhằm tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận thị trường tốt, chính thống, đem lại lợi ích tốt nhất đối với người lao động. Song song với đó, nhiều đơn vị tuyển dụng xuất khẩu lao động đã liên kết với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tuyển dụng lao động. Đó là những kênh xuất khẩu chính thống có sự cam kết rõ ràng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho lao động, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Công ty cổ phần tập đoàn Gia Long là đơn vị đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Đại diện công ty là bà Lưu Thị Vân cho biết đây là năm đầu tiên công ty tuyển dụng, đào tạo lao động tại Bắc Cạn. Trước đây cũng có nhiều lao động tại Bắc Cạn xuống Hà Nội để học ngoại ngữ. Nhận thấy nhu cầu xuất khẩu của người lao động tại Bắc Cạn có triển vọng, nên công ty đã quyết định đặt một chi nhánh tại Bắc Cạn thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tuyển dụng. Do các em ở trong địa bàn của tỉnh, nhất là huyện Ba Bể, các em đã từng học tôi trước đây là hơn 4 năm rồi. Các em đã thành công rất là nhiều và vừa tới đây đợt đầu năm 2018 các em đã học ở trung tâm ngoại ngữ công ty Gia Long chúng tôi và đã đỗ được gần 20 em và hiện tại bây giờ các em đã sang Hàn làm việc và lao động. Được sự đồng ý của bên Sở Lao động Bắc Cạn với cả bên Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh Bắc Cạn để đi các vùng huyện, xã để tuyên truyền tuyển dụng lao động. Riêng công ty cổ phần tập đoàn Gia Long của chúng tôi là làm về ngành chính là xuất khẩu lao động Đài Loan, du học Hàn Quốc, du học Đài Loan và du học Nhật Bản. Nhưng mặt mạnh nhất của chúng tôi là làm về xuất khẩu lao động Đài Loan. Mỗi một tháng là công ty của chúng tôi là xuất được 100 lao động sang Đài Loan làm việc. Thị trường tuyển dụng chính của công ty là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác. Tại Bắc Cạn, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thị trường lao động Đài Loan. Ngoài ra, công ty còn đào tạo ngoại ngữ cho người lao động có nhu cầu. Hiện nay, công ty đang đào tạo tiếng Hàn Quốc cho lao động tại Ba Bể, chuẩn bị chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc dành riêng cho các huyện 30A trên cả nước. Đấy, còn đối với công tác mà tuyển dụng ở trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn hiện giờ là năm đầu tiên của chúng tôi bắt đầu triển khai và cũng là năm đầu tiên chúng tôi mở một ngoại ngữ dạy tiếng Hàn Quốc cho các em ở huyện nghèo như là huyện Bắc Nẵm, Ba Bể và huyện Ngân Sơn. Là để cho các em đến đây vì là xa xôi nên chúng tôi đã phải đưa cả giáo viên, máy móc, dụng cụ lên đây để dạy cho các em trong vòng là hơn 4 tháng. Tới đây là đầu năm 2020, dự kiến là tháng 2 là tổ bên Bộ Lao động Hàn Quốc kết hợp với Bộ Lao động Việt Nam sẽ thi cho các em đi sang Hàn Quốc làm việc thì chúng tôi bắt đầu mở lớp ở đây để đào tạo cho các em để các em tốt nhất có thể. Tại Ba Bể, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động cũng được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo cho lao động được xuất khẩu đúng phép theo chương trình và kênh chính thống. Huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện theo những văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ tiếp nhận các đơn vị đã được Sở thông qua. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp xuống địa bàn để mà tư vấn xuất khẩu lao động. Trong những năm qua thì công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn này có thể nói là cũng đạt được nhiều cái kết quả tích cực khi mà có cái văn bản chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để giới thiệu các doanh nghiệp xuống thì chúng tôi cũng có cái văn bản để mà chỉ đạo các cơ sở cụ thể là các xã thị trấn là tạo điều kiện cho doanh nghiệp để mà xuống tư vấn xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngân hàng là tạo điều kiện cho người dân được vay vốn để lao động xuất khẩu. Ba Bể là huyện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ xuất khẩu lao động. Theo đó, nhiều người lao động vẫn mong muốn được tham gia những chương trình này. Trong đó, không ít lao động đã từng được tham gia, lại vẫn có nhu cầu được tiếp tục. Như trường hợp của anh Hoàng Văn Cương ở xã Trung Hương, trước đây anh đã từng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi hết hợp đồng, anh đã về và nay tiếp tục học tiếng Hàn để tham gia chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Đi sang bên nước phát triển thì nó sẽ... Đầu tiên thì đã giải quyết được cái vấn đề tài chính về gia đình và giúp gia đình mình, còn về bản thân thì tốt hơn so với ở nhà. Nhưng ngày xưa thì
tiền nong ở trên huyện nghèo ấy thì không lấy được, không có tiền đấy. Mà cũng đi cũng muốn đi kiếm ít vốn, bây giờ mình còn trẻ, mình muốn đi kiếm vốn để ngày sau này tốt hơn, tương lai tốt hơn. Có thể thấy những đơn vị xuất khẩu lao động được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có hiệu quả, được người lao động tin tưởng. Với những kênh xuất khẩu lao động như vậy sẽ đem lại hiệu quả đúng với mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động là xóa đói giảm nghèo, tạo thị trường lao động an toàn, bền vững. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc nhằm đào tạo cho lao động có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Đây là chương trình được phối hợp giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng là từ tháng 11 năm 2019 trở đi. Nội dung bồi dưỡng là tiếng Hàn Quốc, kỹ năng nghề, kỹ năng thi trên máy tính, kỹ năng tham gia phỏng vấn. Địa điểm dự kiến mở lớp là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện Ba Bể và Ngân Sơn, thị trấn Hà Phạc, huyện Ngân Sơn. Thời gian đào tạo sẽ là 4 tháng. Hiện nay đã khai giảng lớp học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Ba Bể. Các lớp còn lại sẽ tùy thuộc vào số lượng đăng ký để tổ chức khai giảng phù hợp với thực tế. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin tuyển dụng đáng chú ý trong thời điểm này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật các thông tin thị trường mới nhất mỗi tuần. Một lớn thị trường lao động trong nước. Một, công ty trách nhiệm hữu hạn may Tinh Lợi, địa chỉ khu công nghiệp Nam Sách, khu công nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương. Công việc, công nhân may, kiểm hàng. Đối tượng tuyển dụng, nam nữ, độ tuổi từ 18 đến 32. Lương cơ bản, 4.696.500 đồng. Đến 5.437.500 đồng. Tổng thu nhập từ 8 triệu đến 12 triệu đồng một tháng. Được ký hợp đồng làm việc lâu dài, tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Hiệp Quang, địa chỉ Khắc Niệm, Bắc Ninh. Công việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì và bạt nhựa. Đối tượng tuyển dụng nam nữ, độ tuổi từ 18 đến 40. Làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm về kéo chỉ, dệt, in. Thu nhập từ 7,5 đến 12 triệu đồng một tháng. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được nghỉ các ngày lễ, Tết, phép theo quy định của luật việc làm. 3. Tập đoàn Tech Hong gồm 2 công ty. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tech Hong Ngân Long, địa chỉ khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Công việc công nhân đứng máy dệt sợi. Đối tượng tuyển dụng nam nữ, độ tuổi từ 18 đến 40. Thu nhập bình quân từ 7 triệu đến 12 triệu đồng một tháng. Có ký túc xá ở miễn phí cho người lao động. Được hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi theo quy định của luật việc làm. Hai lớn thị trường xuất khẩu lao động. Một, thị trường Algeria. Ngành nghề xây dựng, dự án làm nhà ở dân sinh. Tuyển nam tuổi từ 28 đến 48, đủ sức khỏe tham gia chương trình. Không mắc viêm gan A, B, C, bệnh truyền nhiễm. Thời gian làm việc 6 ngày một tuần, 10 giờ một ngày, ăn ở công ty Đài Thọ. Hợp đồng 2 năm, lương cơ bản 600 đô la Mỹ, tổng thu nhập từ 700 đến 1.000 đô la Mỹ. Thời gian xuất cảnh từ 45 ngày đến 60 ngày, chi phí xuất cảnh 42 triệu đồng. 2. Thị trường Đài Loan, ngành nghề giúp việc gia đình, viện dưỡng lão, nhà máy, công xưởng. Đối tượng tuyển dụng nam nữ tuổi từ 18 đến 45. Yêu cầu chăm chỉ, chịu khó, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có tiền án tiền sự. Giúp việc gia đình từ 12 đến 14 triệu đồng một tháng, hợp đồng 3 năm. Viện dưỡng lão, nhà máy, công xưởng, lương cơ bản 17 triệu đồng một tháng, chưa cộng thời gian tăng ca, hợp đồng 3 năm. Chi phí xuất cảnh tùy từng đơn hàng cụ thể. 3. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc. Thời gian tổ chức từ tháng 11 năm 2019 trở đi. Nội dung bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc, kỹ năng nghề, kỹ năng thi trên máy tính, kỹ năng tham gia phỏng vấn. Địa điểm dự kiến mở lớp: huyện Ba Bể, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên; huyện Bắc Nẵm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên; huyện Ngân Sơn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên và thị trấn Hà Phạc. Tuyển sinh thường xuyên, liên tục, thời gian bồi dưỡng 4 tháng. Các lớp còn lại tùy thuộc vào số lượng đăng ký sẽ tổ chức khai giảng phù hợp với thực tế.
Đến đây thì chuyên mục chính sách bảo hiểm thất nghiệp và kết nối việc làm xin được tạm dừng. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp quý vị khán giả tìm được công việc phù hợp. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Cạn, địa chỉ tổ 8 phường Phùng Trí Kiên, thành phố Bắc Cạn, số điện thoại 02093 810908 0988 329005. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.